Ông ơi, làm sao để tán có bạn thân lên vụ này vui nè? Có ông nào đấy mà thích bạn thân của mình không? Tôi hỏi thật, có ông nào đấy như thế không? Có không? Có, thấy khá nhiều bạn trả lời là có. Rồi nhé. Tôi bảo có ông câu phải đơn giản như thế này thôi này. Không có đàn ông và đàn bà. Không nói cấp 2 nhé, cấp 2 nhỏ hơn. Từ cấp 2 đổ xuống nhỏ hơn. Không nói nhé, chỉ từ cấp 3 trở lên. Con trai con gái đến với nhau ấy, không có cái gì, chỉ là nói chuyện cho vui. Ok. Một ấy là người dương nước lã, người làm chung bạn bè. Hai là người yêu. Chờ mát, thế là bạn thân con gái. Tôi chẳng hiểu được, nghĩ là bạn thân con gái. Bạn thân là chia sẻ được, người yêu cũng chia sẻ là được thôi, đúng không? Rồi thì là kêu là có thể đi chơi chung được với nhau. Ủa, thế thì bạn bè bình thường đi chơi chung với nhau, tại sao đi lẻ? Đi chơi chung với nhau mình phải ga lăng trả tiền, mình phải hỏi nó thích xem phim gì, mình bực nó cái gì thì mình có lỗi. Chẳng có, tao yêu mày, tao mới tỏ tình với mày, tao mới nói thật lòng với mày là tao muốn đến với mày thôi, chứ tao quan trọng gì? Tao cũng có gấu đấy rồi. Chẳng qua tao yêu mày, tao mới tỏ tình với mày, tao mới nói thật lòng với mày là tao muốn đến với mày thôi, chứ tao quan trọng gì? Nói đấy xong nó khác liền. Đến với nhau, nghĩ cho nhau, đấy là cái quan trọng, chứ không phải nói mồm. Anh yêu em để giải quyết được vấn đề gì, đúng không? Anh không yêu em nhưng em đau, anh cũng đau. Em ốm, anh lo. Em đi đâu để anh chở, nhưng anh vẫn không yêu em. Người ta không nói mồm, người ta làm bằng hiện thực. Em muốn ăn gì để anh mua, bằng sự thật. Đứa con gái nó cảm thấy u mùi lắm. Vô cùng, đấy mới là cái quan trọng. Tỷ lệ dân số bây giờ đang là 40% gái và 60% nam là trai. 60% đấy để tìm được người tốt có nghĩa là cứ 10 người có 6 thằng nam với 4 đứa con gái. Cứ tưởng là con gái hiếm nên đâu phải. 6 thằng đấy biết mấy thằng đó. Chẳng qua tao yêu mày, tao mới tỏ tình với mày, tao mới nói thật lòng với mày là tao muốn đến với mày thôi, chứ tao quan trọng gì? Tao mới tỏ tình với mày, tao mới nói thật lòng với mày là tao muốn đến với mày thôi, chứ tao quan trọng gì? Tao mày bạn thân rồi còn gì phải giấu, bây giờ tao yêu mày, mày có cho tao không? Em đồng ý, em chấp nhận, em cũng yêu anh.